10 điểm review xin chào các bạn. One Piece phiên bản người đóng mới nhất đã ra mắt rồi đây. Thế giới hải tặc rộng lớn với kho báu khổng lồ chính thức được mở ra. Mời các bạn cùng 10 điểm review theo chân Luffy và những người bạn chinh phục đại hải trình đầy thử thách và chông gai sắp tới nhé. Đây là một thế giới rộng lớn với đầy ắp những điều bí ẩn, vô số những hòn đảo rải rác trên những vùng biển mênh mông bất tận. Khi đã có biển thì chắc chắn sẽ có hải tặc. Người đàn ông này chính là hải tặc vĩ đại nhất thế giới. Ông ta là Gold Roger, vua hải tặc huyền thoại với danh tiếng không ai là không biết tới. Nhưng ngày hôm nay, Gold Roger bị kết án tử hình vì chống lại chính phủ thế giới và những tội ác mà ông ta gây ra. Hàng ngàn người từ khắp nơi cùng tới để dõi theo buổi hành quyết này. Vào thời khắc trước khi lĩnh án tử, Gold Roger đã tiết lộ kho báu khổng lồ là tất cả của cải mà ông ta tích trữ cả đời. Nó nằm đâu đó ngoài đại dương bao la kia. Lời nói này của Gold Roger khiến đám đông bùng nổ. Vào thời khắc ông ta ngã xuống ngay lập tức, một thời đại mới được mở ra. Thời đại của những hải tặc tìm kiếm kho báu One Piece của huyền thoại Gold Roger chính thức bắt đầu. Rất nhiều năm sau đó, một thanh niên trẻ tuổi cùng chiếc thuyền bẹp của mình lênh đênh giữa biển cả mênh mông. Anh ta là Luffy, người mang ước mơ trở thành vua hải tặc vĩ đại đang tắt nước trong chiếc thuyền ghẻ. Đến con hải âu cũng thấy câu chuyện này thật nực cười. Ngay lúc này chiếc thuyền cà tàng cũng không chịu nổi nữa. Trước khi thuyền đắm, Luffy vội vàng chui vào trong một chiếc thùng cá giữ mạng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sau hàng tuần giạt trôi trên bờ biển, Luffy hên sao cũng gặp được hai con thuyền. Nhưng mà đây đang là chiến trường của đám hải tặc đang cướp bóc. Mụ béo này là Anvida, thuyền trưởng của băng hải tặc tàn ác này. Trong lúc hỗn loạn cướp bóc của cải, chiếc thùng chứa Luffy cũng được đám hải tặc vác lên trên tàu. Mà mụ Anvida không hề hay biết gì, mục tiêu của mụ ta đang đuổi theo một thợ săn hải tặc tên là Zoro. Nhưng nghe tới việc mình không có trong danh sách truy đuổi từ miệng ông lão tội nghiệp, khiến mụ trở nên điên tiết kiến ông già đi lãnh cơm hộp. Thanh niên trông rụt rè này là Kobe, một cậu nhóc tội nghiệp bị giam trên tàu của mụ Anvida. Tối đó, trong lúc đang dọn dẹp dưới khoang tàu thì anh ta nghe thấy có tiếng động. Tiến lại gần thì Luffy bỗng nhảy ra dọa Kobe sợ vỡ mật. Luffy vội vàng chạy tới trấn an, anh ta lúc này đang đói nhãi cả ruột chỉ tìm kiếm thức ăn mà thôi. Kobe thấy Luffy cũng tầm tuổi mình vội vàng bảo anh mau rời đi, bởi vì ở đây không hề an toàn mà là tàu của hải tặc. Nhưng mà Luffy nói rằng mình cũng là hải tặc nên chả có vấn đề gì cả. Hơn nữa bản thân còn muốn trở thành vua hải tặc thì sao phải rén đám lom dom. Kobe trái ngược hoàn toàn, anh ta không thích hải tặc và cũng chẳng hiểu nổi lý do mà Luffy muốn trở thành hải tặc. Muốn kho báu One Piece hay làm vua hải tặc thì phải vượt qua được đại hải trình đầy rẫy cướp biển và quái vật nguy hiểm. Những điều này thực sự quá ảo tưởng rồi. Kobe sau đó dẫn Luffy lén ra đuôi tàu tính trộm tàu cứu sinh để bỏ chạy. Nhưng Luffy vô tình đánh động khiến đám hải tặc say xỉn tỉnh giấc. Kobe sợ hãi tột độ. Mụ Anvida đã giam cầm anh ta quá lâu rồi. Trái ngược lại thì Luffy hoàn toàn bình tĩnh. Anh không chút nao núng, ngược lại còn chọc tức mụ Anvida như một con bò biển. Thế là hai người lao vào combat ngay lập tức. Trong lúc hỗn loạn, một tên hải tặc dùng súng bắn Luffy nhưng lại bị cơ thể anh ta hất ngược viên đạn. Tiếp đó Luffy lại nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của Anvida. Năng lực này của anh ta khiến cả đám người há hốc mồm kinh ngạc. Bị vờn như trò đùa khiến Anvida cay cú đập phá loạn xạ. Nhưng Luffy chơi chán rồi. Đến lúc ra chiêu cuối, Gum Gum Pistol một đấm hất bay Anvida xuống biển. Đám hải tặc còn lại thấy không chơi lại được, chỉ đành đứng nhìn họ rời đi mà thôi. Cùng lúc này tại đảo Sisis, Zoro thợ săn hải tặc mà Anvida nhắc tới đang thắp những ngọn nến tưởng nhớ một người quen. Từ đằng sau anh bảy xuất hiện, anh ta đã bám theo Zoro suốt mấy ngày nay. Hắn ta tới từ tổ chức Baroque Works muốn chiêu mộ Zoro về làm việc, nhưng Zoro chẳng hứng thú, ngay lập tức từ chối. Thấy bị sỉ nhục, anh bảy rút kiếm ra lao tới tấn công Zoro. Kiếm đã rút khỏi bao thì không còn đường thu lại. Zoro cũng không ngần ngại mà thể hiện khả năng của mình. Chỉ vài chiêu đơn giản, Zoro đã tiện anh bảy về lãnh cơm hộp một cách nhẹ nhàng. Sáng sớm hôm sau, cái năng lực co giãn kia của Luffy khiến Kobe rất tò mò muốn biết. Chuyện phải quay ngược trở lại 10 năm về lúc Luffy còn là một đứa trẻ, được biết là một đứa nhóc không gia đình sống ở một ngôi làng ven biển. Luffy rất thân thiết và hâm mộ Sang, một hải tặc nổi tiếng của vùng biển đông này. Đã nhiều lần Luffy nói rằng mình muốn trở thành hải tặc, nhưng hiển nhiên mọi người vẫn coi đây là một lời nói của trẻ con. Cho tới khi Luffy leo lên chiếc thuyền buồm với con dao trên tay, cậu nhóc muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình thông qua việc có sẹo. Tất nhiên đây là suy nghĩ rất ngây thơ của một cậu bé, vết sẹo sao có thể nói lên một con người. Sang cũng nhẹ nhàng mà khuyên bảo cậu nhóc, Luffy không được chú ý nên tức tối bỏ đi. Vô tình Luffy nhìn thấy một chiếc dương nhỏ, nó là chiến lợi phẩm của Sang trong hành trình vừa rồi. Bên trong chiếc hộp chứa một loại quả trông khá kỳ lạ, không nghĩ gì nhiều Luffy trực tiếp ăn nó. Lúc này Sang đang cùng đồng đội uống rượu ở quán nhậu thì một kẻ lạ mặt tới gây sự, vốn không phải người thích va chạm nên anh đã nhường nhịn hắn ta một chút. Tên khốn không biết điều còn cố tình chọc tức Sang, anh và đồng đội coi chuyện này không đáng để vào mắt. Nhưng Luffy nhìn thấy cảnh tượng này lại rất bất bình, cho rằng Sang hèn nhát. Khi còn đang tức tối bỏ đi thì Luffy bị Sang kéo lại. Cánh tay bị kéo giãn này đã hoàn toàn bộc lộ được năng lực của anh ta, đó là năng lực của trái ác quỷ. Nhìn vào tình hình hiện tại của họ hoàn toàn không ổn, Luffy muốn đến đại hải trình nhưng cái bản đồ còn không có. Kobe hối hận rồi, biết thế đã chẳng rời khỏi thuyền của Anvida. Câu nói này của anh ta làm Luffy tức giận tặng cho một cái bạt tai, chẳng nhẽ Kobe không có ước mơ hay sao? Lúc này cậu ta mới nói với Luffy rằng mình muốn trở thành một lính hải quân. Điều này đối với Luffy chẳng phải chuyện ngu ngốc gì cả. Nếu đã có ước mơ, nhất định phải làm được nó.
Vì vậy điểm đến tiếp theo của họ sẽ là căn cứ hải quân. Luffy sẽ tìm tấm bản đồ còn Kobe có thể nhập ngũ. Ngoài họ đang lênh đênh trên biển ra, một bên khác còn có một cô gái tên là Nami. Hai tên hải tặc đen đủi này ban đầu tưởng ngon ăn khi nhìn thấy chiếc dương của cô ấy, nhưng khi chúng xuống thuyền tính cướp đồ thì chỉ là một cái dương rỗng. Nhìn lại thì Nami đã cùng với chiếc thuyền say goodbye cả hai chấn bé đủ. Mục tiêu sắp tới của cô ấy là Seo, thị trấn nơi có căn cứ hải quân 153. Nơi này cũng là điểm dừng chân của Luffy và Kobe. Đứng trước những tờ truy nã khiến Luffy rất phấn khích, nhưng trước khi làm gì đó thì phải ăn cái đã, có thực mới vực được đạo. Họ cùng tới một nhà hàng để lấp đầy chiếc bụng đói và bàn kế hoạch để đột nhập vào căn cứ hải quân. Lúc này Zoro mang theo thủ của tên số 7 tiến vào bên trong. Trùng hợp cả Nami cũng có mặt tại nhà hàng này. Một cô nhóc có vẻ thân thuộc với Zoro mang tới cho anh ấy đĩa cơm nắm. Vô tình cô bé đụng phải một tên bóng 7. Hắn ta là Hemeppo, con trai của đại tá Morgan, nên thái độ rất bố đời mà bắt nạt cô nhóc. Zoro tiến tới nhặt miếng cơm dưới đất lên ăn ngon lành, sau đó tiến lại bắt hắn xin lỗi cô bé. Cảm thấy bị sỉ nhục, Hemeppo rút kiếm ra gây sự với Zoro. Anh dễ dàng một đòn đánh ngã hắn ta. Đám hải quân thấy vậy lao lên tấn công nhưng đều bị Zoro dễ dàng hạ gục. Nami nhân cơ hội hỗn loạn cũng hạ gục một tên lôi đi lột đồ của hắn. Còn Hemeppo bị Zoro dạy dỗ cho sợ tè ra quần. Rắc rối phát sinh, anh tới chỗ của Morgan để nhận tiền thưởng. Lão ta là một kẻ kiêu ngạo, biết việc Zoro đánh lính hải quân Morgan đe dọa sẽ bắt anh ấy, nhưng sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu Zoro gia nhập hải quân cùng lão ta. Hiển nhiên là anh từ chối thẳng thừng. Ăn không được thì đạp đổ. Morgan muốn Zoro chịu hình phạt bị trói 7 ngày, nếu không sẽ tước đi quyền lợi thợ săn tiền thưởng của anh ấy. Zoro cũng chẳng sợ hãi mà đáp lại rằng mình sẽ dùng thời gian đó để ngủ bù mà thôi. Hemeppo không bỏ lỡ cơ hội này, hắn tìm tới Zoro gây sự, thậm chí còn lấy kiếm của anh ra bỡn cợt. Thái độ gợi đòn của hắn khiến Zoro nóng máu, anh thề rằng sau 7 ngày sẽ cho hắn biết mùi đau đớn. Nhưng đâu có dễ vậy, dù sao bọn chúng cũng định khiến anh chết héo sau 7 ngày mà thôi. Lúc này bên ngoài Nami trà trộn vào hàng ngũ của đám hải quân để lẻn vào bên trong doanh trại, còn Luffy thì từ đâu lọt qua ống cống chui ra, vô tình bắt gặp Zoro đang bị trói trong sân. Dù chẳng biết gì về anh ấy, nhưng Luffy thấy Zoro cứu cô bé trong nhà hàng nên rất có thiện cảm. Luffy tiến tới muốn rủ Zoro gia nhập vào băng của mình. Anh ấy là một kiếm sĩ mạnh mẽ và phù hợp, nhưng Zoro lại đang là thợ săn hải tặc, hơn nữa anh ấy còn có lời hứa với một người sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất. Nghe tới đây Luffy lập tức tới cởi trói cho Zoro, không thể lãng phí thời gian ở đây khi ước mơ còn dang dở được. Xong chuyện, Luffy lại chui xuống ống cống làm tiếp việc của mình. Mà Nami bên kia đã đột nhập vào trong kho lưu tài liệu của hải quân, nhưng bị một nữ quân nhân khác phát hiện. Đang ngụy biện về việc tìm bản đồ đại hải trình cho Morgan, thì từ đâu thằng cha bị cô đấm ngất trong nhà hàng đi ra. Không còn cách nào khác, Nami đành động thủ gọn lẹ. Vừa xử lý xong rắc rối thì bỗng từ đâu Luffy rơi xuống. Hai người nhận ra sự xuất hiện của nhau cũng rất đề phòng, nhưng có vẻ là chung mục đích tìm bản đồ đại hải trình. Luffy đi ra bên ngoài trước Nami vội vã đuổi theo sau. Bất đắc dĩ trong tình cảnh này bọn họ phải cùng hợp tác mà thôi. Luffy chẳng có kế hoạch nào cả, cứ thế xông thẳng vào thì đụng mặt Morgan. May là Nami nảy số nhanh nói rằng mình đang áp giải tội phạm. Morgan ban đầu có nghi ngờ, nhưng năng lực lừa gạt của Nami ở đẳng cấp thượng thừa đã thành công cứu hai người họ. Hơn nữa còn tranh thủ thó chùm chìa khóa của Morgan mà lão không hề biết. Bên khác, thằng đần Hemeppo còn đang cầm kiếm của Zoro múa may tự luyến trong phòng thì bị anh tìm tới đòi kiếm. Trong đầu Zoro bỗng nảy ra một ý tưởng cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này Luffy và Nami đã thành công đột nhập vào phòng của Morgan. Vô tình Luffy tìm thấy công tắc kích hoạt cơ quan giấu tấm bản đồ đại hải trình. Morgan ở bên kia cũng phát hiện chuyện có hải tặc đột nhập và chìa khóa của mình bị đánh cắp. Ông ta vội vàng kích hoạt báo động khẩn cấp. Nhưng lúc này Nami vẫn chưa mở được chiếc két sắt. Morgan đã quay trở lại sắp đập tan cánh cửa bên ngoài. Luffy dùng sức thay vì não, trực tiếp kéo chiếc két sắt bay ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng động lớn kéo theo cả đám hải quân lao tới. Hai người họ đành tiếp tục liên thủ với nhau. Zoro cũng đã lấy lại được kiếm, định bụng mặc kệ rồi rời đi, nhưng dù sao Luffy đã có ơn cứu anh ấy. Có thêm sự giúp đỡ từ Zoro, đám lính nhanh chóng bị hạ gục. Bộ ba lúc này tiến tới màn đánh boss. Morgan đã đuổi tới nơi, lão ta từng một mình đánh bại băng mèo đen và tên Kurochamu nổi tiếng. Không thể coi thường nên kèo này sẽ là 3-1. Zoro lao lên trước tấn công cùng Luffy. Nami yểm trợ dọn dẹp đám lính hải quân xung quanh. Thực lực của Morgan cũng rất mạnh khiến họ đôi chút gặp khó khăn. Zoro muốn solo 1-1 với lão, nhưng Luffy vẫn tí tớn nhảy vào cuộc chiến may mà không bóp đồng đội. Đến nước này Zoro đành phải bật mod trai hát. Anh lấy thanh kiếm thứ 3 đưa lên miệng khiến Luffy trầm trồ. Cuộc chiến lần này cục diện có thay đổi lớn. Hai người họ phối hợp ăn ý nhanh chóng đã có thể kết thúc Morgan bằng gam gam whip của anh lù. Luffy bảo kẻ mạnh ra chiêu cuối thì phải đọc tên chiêu. Zoro cũng không buồn cãi mà trực tiếp vác cái két sắt rời đi. Họ nhanh chóng trở ra ngoài bến cảng và lên con tàu mà Kobe đã giúp chuẩn bị trước. Nhưng hiện giờ chưa thấy cậu ta đâu. Bỗng Hemeppo xuất hiện kiểu giơ tay lên, bố mày có súng nè, dọa cho họ không nhịn được cười. Nhưng bắn không chịu bắn đi. Kobe từ đâu lao ra cho Hemeppo ăn một đấm bất tỉnh. Luffy định kéo cậu ta đi cùng, nhưng Kobe nói rằng mình sẽ ở lại để trở thành lính hải quân. Ước mơ của cậu ấy là giúp được những kẻ cần giúp đỡ. Có lẽ từ lần sau gặp lại họ sẽ thành kẻ thù. Nhưng đó không phải điều khiến Luffy ghét bỏ. Họ vẫn sẽ là bạn bè của nhau. Sau đó con tàu của bọn họ bắt đầu hành trình đi ra ngoài biển lớn. Bắt đầu cuộc phiêu lưu cùng những người bạn của anh lù.
một bên khác nguy hiểm đang tới với họ. Một chiếc tàu hải quân khổng lồ nhận được điện tín báo cáo về vụ tấn công căn cứ của Luffy. Người nghe máy chính là phó đô đốc hải quân Garp, kẻ đã xử tử vua hải tặc Gold Roger mấy chục năm về trước. Ông ta ngay lập tức báo với thủy thủ đoàn thay đổi toàn bộ kế hoạch. Hiện tại bản đồ đi tới đại hải trình đã bị đánh cắp bởi một tên hải tặc đội mũ rơm. Tin tức này không chỉ khiến bên hải quân nóng máu, một tên hề quái gở cũng có vẻ rất để tâm tới thứ đó. Trở lại với Luffy lúc còn nhỏ, sau khi nhận được năng lực của trái ác quỷ, cậu nhóc rất tự tin vào khả năng của mình, nhất là cái ước mơ tham gia băng hải tặc cùng Sang. Nhưng cái giá của năng lực này là bị mẹ biển cả quay lưng lại, họ không thể phát huy sức mạnh khi ở dưới nước, thậm chí là cả việc bơi lội. Lúc này Sang xuất hiện, anh chuẩn bị lên đường tới đại hải trình để tìm kiếm One Piece. Luffy muốn biết khi nào anh trở lại, nhưng sự thật là họ sẽ không trở lại đây nữa. Đại hải trình vốn là nơi một đi không trở lại, tất nhiên là Sang cũng muốn Luffy nhận biết rõ độ nguy hiểm của kho báu One Piece này. Những lời này của Sang khiến Luffy cảm thấy buồn bã, nhưng đám người tới gây sự lần trước một lần nữa quay trở lại. Luffy đang bực tức đứng ra chửi mắng hắn, ngay khi tên khốn định tóm lấy cậu thì Sang xuất hiện. Nhưng vì thái độ nhượng bộ lần trước nên hắn ta khinh thường anh ra mặt. Khi một tên định lao lên tấn công Sang thì ngay lập tức bị bắn hạ. Yasop ra tay, kế tới là toàn bộ đồng đội của Sang cũng tiến lên dạy dỗ đám bố láo này một trận. Không phải tự dưng mà tiếng tăm băng của Sang nổi danh cả vùng, nhờ sự phối hợp ăn ý bọn họ nhanh chóng hạ gục toàn bộ đám tôm tép. Nhưng lúc này họ đã không thấy Luffy đâu nữa cả, cậu đã bị tên khốn đó bắt làm con tin và chạy trốn ra ngoài biển. Mồm miệng nhanh nhảu của Luffy khiến hắn ta một lần nữa sôi máu lao tới dọa cậu. Đột nhiên từ dưới biển xuất hiện một con quái thú khổng lồ, nó hất tung cả chiếc thuyền khiến cả hai người rơi xuống nước. Nhưng do đã ăn trái ác quỷ nên Luffy không thể bơi được. Vào thời khắc nguy hiểm may mắn Sang đuổi tới kịp và cứu lấy Luffy. Nhưng con quái vật kia sau khi sơi tái tên khốn đó vẫn chưa chịu buông tha cho họ, nó trực tiếp lao tới tấn công bọn họ, đôi mắt đỏ rực máu nhìn về Sang. Anh nói với nó mau cút đi với ánh mắt đầy giận dữ. Vậy mà con vua biển đó thực sự sợ hãi mà bỏ chạy. Tuy nhiên hậu quả là cánh tay trái của Sang đã bị nó cắn mất. Trở lại với hiện tại, Nami đang gắng sức để mở khóa chiếc két sắt mà họ cướp được từ căn cứ hải quân. Vì đang tập trung mà Luffy cứ lảng vảng làm phiền, Nami lỡ tay hất bay chiếc mũ rơm của anh ta. May mắn là Luffy tóm được nó lại. Đối với anh đây là một thứ cực kỳ quan trọng. Ngay lúc này chiếc két sắt thành công được mở ra, tấm bản đồ được giữ cẩn thận trong một chiếc ống thép. Bản đồ đại hải trình, thứ giúp họ tiến gần hơn tới kho báu của vua hải tặc vĩ đại không. Nhưng tất nhiên là không có vị trí của kho báu, chỉ biết rằng thế giới này được bao quanh bởi bốn vùng biển. Dải đất ở giữa là hồng tuyến của đất liền, đại hải trình là vùng biển bao quanh trái đất theo vòng xích đạo. Kho báu One Piece nằm đâu đó trên vùng biển đầy rẫy quái vật và cướp biển nguy hiểm này. Ngay khi tất cả còn đang thảo luận về tấm bản đồ, một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu họ. Có lẽ nào là hải quân truy đuổi. Bầu trời bên ngoài lúc này bao phủ bởi màn sương đỏ dày đặc. Nami và Zoro vì hít phải nó mà ngất đi. Vào thời khắc nguy hiểm này, Luffy chạy vội tới nuốt gọn tấm bản đồ vào bụng. Trước khi gục ngã, anh nhìn thấy một lá cờ hải tặc có hình đầu lâu hề kỳ quái. Tới khi tỉnh dậy, cả ba người họ đã bị nhốt chung trong một chiếc cũi gỗ. May mắn là tấm bản đồ đã được ở nơi an toàn theo như Luffy nói, nhưng kẻ bắt được họ không phải là hải quân. Lá cờ mà Luffy nhìn thấy là của hải tặc. Ngay khi bọn họ còn suy tính về cách bỏ trốn, chiếc cũi được mở ra, bên ngoài là vô số những tên hề quái đản đang biểu diễn tiết mục xiếc của mình. Khán giả xung quanh bày ra những tràng vỗ tay với một biểu cảm đau khổ. Một giọng nói vang lên, tên hề Buggy xuất hiện và dừng buổi biểu diễn này lại. Hắn ta mắng mỏ đám người vì không dọi đèn vào hắn. Luffy đã nhận ra hắn ta, gã hề Buggy trên lệnh truy nã mà cậu đã nhìn thấy trước đó. Luffy còn vô tư mà hỏi về chiếc mũi kỳ dị của hắn ta là hàng thật à. Đây là câu hỏi đụng chạm tới tự ái khiến hắn ta vô cùng bực tức. Đã thế tấm bản đồ mà hắn thèm khát lại bị nẫng ngay dưới mũi bởi đám hải tặc vô danh. Luffy không vừa ý, vô danh là thế đếch nào, tao Monkey D. Luffy sẽ là vua hải tặc tương lai đấy. Câu nói này chọc cười hắn ta, dù sao danh tiếng của hắn quá nổi ở cái biển đông này, và hắn mới là kẻ xứng đáng trở thành vua hải tặc. Bài thuyết trình quá lằng nhằng khiến Zoro mất kiên nhẫn. Anh bước tới đe dọa bọn chúng bỏ vũ khí xuống thì sẽ giữ được cơ hội sống. Tên Buggy coi đó là một câu chuyện cười, trực tiếp vào màn combat luôn đê mấy anh dai. Đột nhiên Nami đứng ra bảo với hắn sẽ đưa cho hắn ta một tên quái dị phù hợp với cái băng tâm thần này. Sau đó cô ấy chộp lấy chiếc mũ của Luffy đáp lên rồi chạy trốn, khiến Luffy phải bộc lộ năng lực trái ác quỷ của mình trước mặt mọi người. Nhưng Nami chạy ra bên ngoài, cảnh tượng đập vào mắt cô ấy là cả một thành phố tang hoang như tàn tích. Ngay lập tức Nami bị tay chân Buggy bắt lại, sự tàn ác của hắn ta quá ghê tởm. Không những thành phố bị hắn tàn phá, mà toàn bộ cư dân đều bị hắn giữ làm khán giả cho những tiết mục kinh tởm của mình. Hắn đã nghe thấy việc Luffy cất tấm bản đồ ở nơi an toàn, nên liền cho thuộc hạ mang Zoro và Nami đi chỗ khác, chỉ giữ lại mình Luffy cho tiết mục biểu diễn sắp tới của mình. Thời điểm này tại căn cứ hải quân trên đảo Seal, phó đô đốc Garp đã tới đây sau vụ tấn công của đám Luffy. Tên Morgan lưỡi diều này tìm mọi cách để chối bỏ trách nhiệm vì sự vô dụng của mình, thậm chí đổ mọi tội lỗi lên đầu thằng con trai của lão. Ánh mắt của Garp nhìn về phía của Kobe, lính hải quân mới nhập ngũ sau khi cứu Hemeppo từ tay đám Luffy theo những gì anh ta nói. Kobe sau đó được Garp gọi tới nói chuyện riêng. Ông ta ban đầu rất từ tốn hỏi thăm về tình hình của cậu nhóc, nhưng tất nhiên không đơn giản như vậy. Câu chuyện của Kobe hoàn toàn bị Garp nhìn thấu. Ông biết việc Kobe đã đi cùng Luffy tới nhà hàng trên đảo, dưới áp lực của một phó đô đốc hải quân.
Kobe đành phải đem mọi chuyện khai ra sạch với ông ấy, kể cả việc tên Morgan lưỡi dìu bịp bợm về thất bại của mình cũng bị phanh phui. Khi gặp nghe tới tên hải tặc đội mũ rơm đó tên là Luffy, đột nhiên ông ta dừng lại suy tính một chút. Nhưng mối quan hệ của Kobe và Luffy được làm rõ, ông ta không những không kết tội cậu, trái lại có vẻ vô cùng hứng thú với một cậu nhóc rụt rè có ước mơ trở thành lính hải quân này. Một buổi xét xử ngay lập tức được tiến hành, tội trạng của Morgan lưỡi dìu được gặp đưa ra. Trước hết ông chấn chỉnh lại tinh thần của đám hải quân mục dưỡng này, sau đó sẽ tiếp quản toàn bộ nơi này và phát động cuộc truy lùng Luffy. Trở lại với đám Zoro và Nami, bọn họ sau khi bị tách ra thì hai người bị nhốt vào một nơi khác. Nami kể cho Zoro về thị trấn bị tàn phá khi cô ấy bỏ trốn. Dù sao Nami là người lý trí chứ không sống bằng tình cảm như Luffy. Tình thế đó cô ấy bắt buộc phải tìm cách bỏ trốn. May mắn giờ Nami vẫn còn một thứ có thể dùng để phá khóa. Nhưng tiếng la hét của Luffy khiến bọn họ giật mình. Anh lúc này bị Buggy kéo căng ra khắp sân khấu. Nhưng cách này đâu làm khó được người có năng lực cao su như Luffy. Buggy chẳng thể tìm thấy tấm bản đồ đại hải trình. Thấy Luffy còn cợt nhả, hắn ra lệnh kéo căng anh thêm nữa. Việc Luffy muốn trở thành vua hải tặc là thứ khiến hắn tò mò. Anh ấy đang cố gây ấn tượng với ai đó ư? Quả nhiên câu nói này đụng trúng Luffy. Hắn cướp đi chiếc mũ rơm của anh. Buggy nhận ra chiếc nón rơm này là của Sang Tóc Đỏ. Hắn và anh ấy từng có một thời gian là đồng đội. Nhưng theo lời của Buggy, hắn là người bị phản đội. Lòng hận thù của hắn dành cho Sang là rất lớn. Buggy tiếp tục ra lệnh kéo Luffy thêm nữa. Nhưng ông lão thấy như vậy quá tàn nhẫn và không muốn làm. Bọn họ là những cư dân khốn khổ, thị trấn thì bị Buggy phá hủy hoàn toàn, lại còn bị bắt giam trở thành trò tiêu khiển. Khi Buggy định lấy một cậu nhóc ra đe dọa ông lão ấy, Luffy đã không nhịn được nữa, trực tiếp giật đứt những sợi dây trói. Sau đó tung ra một cú đấm bay cái mặt hề của hắn ta, nhưng vậy mà hắn không hề chết. Buggy cũng sở hữu năng lực của trái ác quỷ, trái tách ra này khiến cơ thể của hắn chẳng ngại đâm chém. Tùy ý tách ra và điều khiển nó, thị phạm luôn bằng cách dù khí gây mê tiếp tục đánh ngất Luffy. Bên phía của Zoro, Nami đang cố phá khóa nhưng năng lực chưa bằng kỳ anh thợ khóa. Tên đàn em của Buggy đột nhiên xuất hiện với chiếc xe đạp một bánh. Hắn ta nói rằng rất nhớ mong Zoro, sau đó đấm anh ngay lập tức. Tên này chẳng phải thân thiết tình cảm gì với Zoro cả, mà vì anh đã giết em trai của hắn ta mấy năm trước. Truy sát họ ngày đêm chẳng khác gì quỷ dữ, nhưng Zoro làm sao mà nhớ nổi. Anh là thợ săn hải tặc thì việc giết hải tặc là đương nhiên. Câu nói này chọc giận tên hề hạng hai này. Hắn quyết định vui đùa với anh một chút. Nhân cơ hội này Nami không quên tiếp tục cạy khóa lồng. Trong khi đó, Luffy bị tên hề Buggy nhốt vào trong một chiếc tủ kính và bơm nước biển vào bên trong. Đây là thứ làm vô hiệu hóa sức mạnh của những người đã ăn trái ác quỷ. Hắn ép Luffy phải giao chiếc bản đồ đại hải trình ra. Thậm chí hắn còn nói dối rằng Zoro và Nami đã bỏ rơi anh để chạy trốn. Sau đó mời gọi Luffy về làm việc trong băng của mình với một vị trí tốt. Hiển nhiên là Luffy không đồng ý. Điều này khiến hắn một lần nữa tức điên lên. Hắn muốn tìm thấy One Piece để mọi người chú ý tới hắn, để hắn được mọi người yêu quý. Nhìn ánh mắt những người vô tội này xem có yêu thương nổi thằng điên này không. Luffy nhất định không giao tấm bản đồ. Thế là Buggy mạnh tay xả thêm nước. Điều này làm Luffy nhớ lại về cái ngày mà anh rơi xuống biển, ngày mà anh ấy được Sang cứu từ cõi chết. Cùng lúc thì Zoro đang được chơi vòng quay phi dao với tên đàn em của Buggy, nhưng hắn không ý thức được con dao mà hắn phóng tới lại trở thành công cụ giúp Zoro chạy thoát. Nami cũng đã thoát được ra bên ngoài, giờ chỉ còn phải đi cứu Luffy mà thôi. Ngay khi tên Buggy còn đang tận hưởng, Nami xuất hiện từ đằng sau phóng cây gậy phá vỡ chiếc lồng kính. Những tên hề của hắn đã bị Zoro tiêu diệt toàn bộ. Luffy thoát ra được nhưng vì uống no nước mà ói ra cả tấm bản đồ. Tên Buggy nhanh tay chạy tới lấy nó. Trong khi Luffy lại yêu ái chiếc nón rơm của mình hơn, Zoro chạy tới muốn cướp lại đồ, nhưng năng lực quái gở của hắn cũng quá bá đạo đi. Cơ thể hắn tách ra hóa thành vũ khí tấn công trên diện rộng khiến họ không thể chống đỡ. Đã thế lại còn thu lại tùy thích như một bộ xếp hình. Buggy rất tự đắc với năng lực của mình, nhưng Luffy không hề vừa ý với việc hắn tấn công đồng đội mình. Anh tung ra một cú đấm tính biến hắn thành bánh donut, nhưng hoàn toàn vô dụng. Buggy phản công, hắn dùng cơ thể như một khẩu pháo bắn về phía Luffy. Chiếc mũ bị đánh bay khiến Luffy bị phân tâm, nhưng khi hắn tưởng chừng đã khống chế được anh thì Luffy nảy ra một ý tưởng. Anh gọi Zoro và Nami hỗ trợ nhốt những thứ phiền phức này vào mấy chiếc hòm xung quanh. Cách này vậy mà thành công vô hiệu hóa Buggy khiến hắn ta chỉ còn một mẩu. Luffy dõng dạc tuyên bố, bố mày là Monkey D. Luffy sau đó tung cú bazooka bắn hắn ta bay mất dạng. Tấm bản đồ may mắn vẫn còn nguyên ở đây. Việc tiếp theo họ cần phải làm là giải cứu những người dân vô tội. Họ rất bất ngờ khi một băng hải tặc lại làm chuyện tốt đến thế. Vì vậy trước khi Luffy rời đi, những người dân đã mang hết đồ ăn tích trữ ra muốn mời họ. Luffy không muốn nhận nó nhưng nghĩ lại vẫn phải làm một miếng để họ không áy náy. Điều này là thứ mà Luffy học được từ Sang. Trước khi anh ấy lên đường tiến tới đại hải trình, hai người đã có cơ hội ngồi lại và nói chuyện. Lúc đó Luffy ý thức được hiện tại mình chưa đủ năng lực, nhưng cậu hứa với Sang một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành thuyền trưởng hải tặc, có những người bạn tốt cho riêng mình hơn cả Sang, tìm được One Piece và hơn hết là thành vua hải tặc. Ý chí này của Luffy khiến Sang rất hài lòng. Anh ấy lấy chiếc mũ quý giá của mình ra trao lại cho Luffy, mong muốn một ngày nào đó họ gặp lại, Luffy có thể giữ được lời hứa của mình với Sang. Sau đó Sang rời đi, Luffy coi chiếc mũ rơm này là báu vật vô giá nhất của mình. May mắn Nami đã giúp Luffy khâu lại vết rách trên chiếc mũ, nhưng sau đó cô lại đi vào trong cẩn thận giấu chiếc bản đồ, sau đó lại âm thầm lấy ra một thiết bị liên lạc.
Nami vừa đề phòng vừa nói với đầu dây bên kia mình đã có tấm bản đồ đó rồi. Sau vài ngày kỳ công thiết kế, Luffy hào hứng khoe lá cờ đầu lâu mũ rơm cho mọi người nhưng không ai hứng thú lắm. Bỗng Zoro đi ra nói rằng nhà vệ sinh của họ bị dò rồi, nhưng thuyền này làm quái gì có nhà vệ sinh. Nami vội vàng chạy vào trong thì thấy ngăn kéo bí mật của mình đã bị nước biển tràn vào, thiết bị liên lạc của cô cũng vì thế mà hỏng. Chiếc thuyền ghẻ này sao đủ sức ra tới Đại Hải Trình, vì thế Luffy nói với họ sẽ kiếm một con tàu mới. Nami đề xuất gần đây có đảo Gecko, họ có thể tới đó trước khi con tàu này chìm hẳn. Cùng lúc đó con tàu hải quân của Gap cũng đang đi theo hướng của bọn họ. Đám hải quân bao gồm Hemeppo và Kobe cũng được mang theo. Trong lúc thắt dây buộc buồm, tài năng của Kobe học được lúc bị bắt trên tàu hải tặc đã được phát huy. Nó lọt vào mắt của Gap nên anh ta được miễn luôn cái công việc cho lính mới này. Kobe một lần nữa được Gap gọi ra gặp riêng, biết việc anh từng ở trên tàu hải tặc không khiến ông cảm thấy ghét bỏ. Ngược lại Gap còn muốn thử xem Kobe có phải một kẻ có đầu óc hay không. Nhờ có năng khiếu cờ vây này Kobe từng bước được Gap công nhận. Ông ấy cũng giúp anh ta cải thiện cái sự thiếu quyết đoán giữa suy nghĩ và hành động, phải trở lên quyết liệt hơn mới có thể bắt được đám hải tặc. Mà đám Luffy đâu phải là mục tiêu của mình hải quân. Tên Hề Bắc Ghi sau khi bị bọn họ bón hành một trận đang quay lại lấy nốt tay chân theo nghĩa đen. Đột nhiên một kẻ lạ mặt tới tìm hắn. Kẻ lạ mặt nói với hắn A Long muốn nói chuyện. Bắc Ghi định lao lên tấn công nhưng ngay lập tức bị hắn cho đo ván. Trở lại bên này, đám Luffy đã đặt chân lên đảo Gecko, ngôi làng này khá nổi tiếng với việc đóng tàu biển. Họ đi tới xưởng đóng tàu để tìm kiếm con thuyền phù hợp, nhưng mà vấn đề ở đây là Luffy làm méo gì có xu nào. Thay vì lạc quan cho rằng có thể xin được một con tàu như Luffy, Nami trực tiếp đề xuất lén trộm luôn một cái. Nhưng danh dự của vua hải tặc tương lai không muốn Luffy làm như vậy, anh ta lượn lờ một vòng rồi dừng ánh mắt lại trước một con tàu. Nó có một bức tượng đầu cừu màu trắng ở phần mũi. Luffy chạy tới ngắm nhìn con tàu cho thật kỹ. Đúng lúc này một thằng cha lau cứt chim xuất hiện. Anh ta là Usopp làm việc tại xưởng tàu này. Luffy còn tưởng nhầm anh ta là chủ tàu và ngỏ ý muốn mua lại nó. Nhưng Usopp không có đủ quyền để bán con tàu này và nó cũng không thể bán. Thấy họ có vẻ hứng thú với con tàu, Usopp nói rằng anh ta có thể giúp họ gặp được chủ nhân của nó. Usopp sau đó dẫn họ tới một dinh thự rất khổng lồ. Tuy là đi cửa sau nhưng vì Usopp nói anh ta là khách VIP nên có lối đi riêng. Chưa dứt lời lại đụng mặt mới tên người làm. Vừa thấy mặt Usopp tên béo liền phi dao về phía anh ta. Rõ ràng đây là thái độ không hề chào đón. Nhưng trái với thái độ này của đám người làm, Kaya chủ nhân của dinh thự lại rất quý mến Usopp. Cô ấy có vẻ trông hơi xanh xao ốm yếu. Tên quản gia thấy Usopp tới muốn đuổi anh ta đi, nhưng Kaya đã ngăn lại vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Nhưng cái tên quản gia kỳ lạ này khiến Zoro có một cảm giác rất quen mắt mà không tài nào nhớ được. Nói về Usopp, 7 năm về trước anh ta là một cậu nhóc nghịch ngợm thường xuyên bày trò. Usopp liên tục rung chuông báo động hải tặc tấn công ngôi làng khiến mọi người hoảng sợ. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, chẳng còn ai tin vào lời nói của Usopp nữa. Giờ anh ta như cậu bé chăn cừu không một ai tin tưởng cả. Người duy nhất tin Usopp là Kaya mà thôi. Nay là sinh nhật của cô nên Usopp mang tới một món quà nhỏ. Đó là thứ anh ta lấy được sau khi đánh bại một cá vàng siêu to khổng lồ. Nhưng lời xạo lìn này của Usopp thực sự khiến Kaya cảm thấy vui vẻ. Tuy vậy cơ thể của cô ấy lại quá ốm yếu phải dùng thuốc thường xuyên, chẳng thể ra ngoài được mà chỉ quanh quẩn ở dinh thự. Những câu chuyện mà Usopp kể là thứ khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ nhất, dù toàn là do anh ta tự tưởng tượng. Vì cơ thể ốm yếu, Kaya luôn phải dùng một loại thuốc màu xanh của tên quản gia đưa cho. Hắn tên là Glahador, được bố mẹ của cô thu nhận trước khi họ qua đời vài năm. Hiện tại Kaya hết mực tin tưởng hắn ta, thậm chí có phần bị hắn ta kiểm soát mà không hề hay biết. Thậm chí đồ ăn của cô ấy cũng có màu xanh như vậy, nó là một thứ thuốc độc gì đó tới bản thân tên béo cũng không được phép thử. Rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là ai thì chưa thể biết, nhưng Glahador đang ấp ủ một âm mưu gì đó trong đêm nay. Hắn dặn dò đám thuộc hạ nhất định không được làm hỏng việc của mình. Cùng lúc đó đám Luffy đang lạc trong một căn phòng chứa đầy quần áo sang trọng. Tên quản gia bắt họ phải thay đồ mới có thể tham dự bữa tiệc. Luffy nhìn căn phòng này cảm thấy có lẽ Kaya rất cô đơn, nhưng Nami trái lại thấy đây là thế giới của người giàu có. Luffy lạc quan nói mình có thể xin được con tàu từ chỗ của Kaya, nếu không họ sẽ làm theo kế hoạch ăn trộm của Nami. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra chỉ với đám Luffy cùng với một người đàn ông tên Mary. Ông ấy là người quản lý tài sản và việc kinh doanh của gia đình Kaya. Ngày hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cô ấy. Mary muốn cùng cô ấy bàn bạc về chuyển giao lại gia sản gia đình cho cô. Nhưng tên Glahador lại đứng ra ngăn cản với lý do bữa tiệc này không lên bàn về công việc. Trong lúc mọi người ăn uống, Kaya muốn thử những món có trong bữa tiệc nhưng Glahador không cho phép. Đồ ăn riêng của cô ấy là thứ súp màu xanh độc hại mà hắn đã chuẩn bị. Lúc này Usopp nhắc Luffy về chuyện của con tàu. Hôm nay là ngày cô ấy chính thức tiếp quản xưởng đóng tàu đó. Chỉ cần qua tối nay cô ấy mới có thể bàn bạc với họ về việc buôn bán. Đột nhiên Luffy tiết lộ việc họ là hải tặc. May mắn là điều đó không làm Kaya cảm thấy sợ hãi. Cô ấy có hứng thú với những chuyến phiêu lưu như lời kể của Usopp. Điều này làm Luffy càng thêm phấn khích. Anh ta nhảy thẳng lên bàn để diễn thuyết về ước mơ trở thành vua hải tặc và hành trình khám phá One Piece. Không quên bày tỏ sự hứng thú với con tàu Caravel với bức tượng đầu cừu đang được đặt ngoài cảng. Tên Glahador không thể chịu được nữa. Hắn tức giận quát mắng và đuổi bọn Luffy rời khỏi đây. Nhưng Kaya muốn họ ngủ ở đây vì đã quá muộn. Glahador buộc họ phải rời đi vào sáng mai rồi dìu Kaya trở lại phòng. Mà một tin xấu dành cho Luffy, bên phía hải quân lúc này đã tìm kiếm được manh mối về bọn họ.
đó là lá cờ có hình chiếc mũ rơm trên con thuyền mà họ bỏ lại. Nhận được tin này, Garp lập tức ra lệnh cho Kobe và Hemeppo đuổi theo họ. Đây là cơ hội để bọn họ chuộc lại lỗi lầm và thể hiện bản thân của mình. Một bên khác, khi ông Merry đang chờ đợi để được gặp Kaya, bỗng Klahador từ đâu xuất hiện. Hắn lúc này không giấu giếm nanh vuốt của mình nữa. Klahador như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, dọa cho Merry sợ hãi tột độ. Sau đó hắn rút dao ra, đồng thời bày ra một vẻ mặt đáng sợ. Lúc này Luffy và Zoro không ngủ được nên tính xuống bếp kiếm gì đó ăn đêm. Một lát sau thì Nami cũng xuất hiện tranh thủ kiếm trác một chút đồ đạc. Vô tình cô ấy đi nhầm vào phòng của Kaya, nhưng cô ấy nhìn thấy Nami đang ăn trộm lại chẳng hề bận tâm. Kaya không hứng thú với hàng núi tài sản mà mình đang nắm giữ, trái lại cô muốn có nhiều bạn bè giống như Usopp vậy. Hai người lúc này ngồi xuống nói chuyện, cùng là chị em phụ nữ nhưng bọn họ hoàn toàn trái ngược. Bấy giờ Nami mới biết bố mẹ của Kaya đều chết trên biển. Sau cú sốc đó, cô ấy suy sụp tới mức không dám tới phòng ngủ của cha mẹ, thậm chí cơ thể cô từ đó cũng trở nên héo úa như hiện tại. Trong khi hội chị em tâm sự, bên kia mấy anh em cùng chung chí hướng gặp nhau trong nhà bếp. Usopp rất thích thú với những câu chuyện Luffy kể trong lúc ăn, anh ấy ước mình cũng có thể tham gia, nhưng Usopp không thể rời đi được. Zoro hỏi là vì Kaya ư? Cô ấy là bạn gái của anh ta à? Tất nhiên là không phải. Sau khi bố mẹ của Usopp mất thì anh được gia đình Kaya nhận vào làm ở xưởng tàu. Nhưng Usopp cũng không biết liệu Kaya có thích mình hay không, đồng thời bộc lộ tài năng bắn ná cao su khiến Luffy thích thú. Năng lực này Usopp được thừa hưởng từ cha của mình, ông ta là một hải tặc có tên Yasopp. Nghe tới đây Luffy lập tức đứng dậy. Yasopp là thuyền viên trong băng của Sang và hai người họ vô cùng thân thiết. Đây quả thực là một mối lương duyên đầy bất ngờ. Zoro đề xuất anh em làm vài ly cho thắm tình đồng chí. Nhưng trước hết Luffy muốn ở lại nốc tí đồ ăn cho cái dạ dày của mình. Đen đủi cho anh là ăn phải cái thứ súp màu xanh đó. Trong khi Zoro và Usopp đi tới hầm rượu tìm chút cồn, thì đột nhiên Usopp bị vấp chân và phát hiện ra thi thể của Merry. Zoro chạy tới nhìn vào vết trên ngực là năm lưỡi kiếm. Lúc này anh đã nhận ra tên Klahador kia là ai. Hắn cũng đã lộ diện hoàn toàn, kẻ mà Zoro đã từng nhìn thấy trên lệnh truy nã và được coi là đã chết. Kuro chăm mưu mà lão Morgan tay dìu khoe khoang bị hắn hạ gục. Tất cả chỉ là một kế hoạch được hắn ta lập ra mà thôi. Zoro không nhiều lời, anh rút kiếm của mình rồi lao về phía hắn ta. Nhưng Kuro có lăng ba vi bộ dễ dàng né tránh. Sau đó Zoro bị con mụ hầu gái đánh lén mà ngất đi. Usopp chỉ có thể quay người bỏ chạy. May mà tên béo không thể đuổi theo được. Kuro không muốn đuổi theo, vì dù sao sẽ chẳng có ai tin lời nói của Usopp cả. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang Zoro đáp xuống giếng cùng với Merry. Tên béo muốn giữ lại mấy thanh kiếm làm kỷ niệm, nhưng Kuro đã dặn phải xử lý sạch sẽ, nên mụ hầu gái đã đáp luôn chúng xuống. Usopp sau khi chạy thoát khỏi dinh thự hoảng hốt đi kêu cứu khắp nơi, nhưng dân làng đã không một ai còn tin tưởng anh ta cả. Usopp ngồi sụp xuống. Ngày bé cái trò đùa của anh ta xuất phát từ việc mong cha mình trở lại. Chỉ hai mẹ con anh sống nương tựa vào nhau, thậm chí cả khi bà ấy qua đời trong vòng tay của Usopp. Ngay khi anh ấy hết sức tuyệt vọng thì Kobe xuất hiện. Usopp đem chuyện tên Kuro xuất hiện kể lại cho Kobe, nhưng Hemeppo nghe vậy liền bảo anh đang nói dối, vì Morgan cha của anh ta đã giết hắn từ lâu rồi. Cho tới khi cái tên Luffy được nhắc tới họ mới phần nào nghiêm túc. Lúc này Nami trở ra ngoài phát hiện Luffy đã nằm gục trong nhà bếp. Chưa kịp đánh thức anh ấy thì đám Kuro xuất hiện. Nami vội vàng trốn vào trong tủ bếp, cô âm thầm theo dõi mọi hành động của bọn chúng. Nhìn thấy Luffy ăn hết cả nồi súp độc của mình, tên béo tự tin rằng anh đã chết vì thứ độc ấy đủ sức giết cả một con quái vật biển. Nhưng tên Kuro thấy đám này quả thực phiền phức, kế hoạch của hắn ngày hôm nay không thể phạm sai lầm được. Hắn ra lệnh cho bọn chúng mang Luffy đáp xuống giếng cùng với Zoro. Cùng lúc thì Usopp và đám hải quân đã đuổi tới. Kuro bảo bọn thuộc hạ hãy bình tĩnh để mình ra ngoài ứng phó. Đối diện với Kobe non nớt, tên Kuro xảo trá này không hề nao núng trước những lời buộc tội của Usopp. Hắn nói với họ rằng Usopp là một kẻ chuyên nói dối. Từ khi mẹ anh ta qua đời, anh ta đã tìm kiếm sự chú ý bằng cách gây chuyện khắp nơi. Khi Hemeppo hỏi tới Luffy thì hắn ta thản nhiên thừa nhận. Kuro nói rằng tên hải tặc ấy uống say và gây rối trong nhà của mình. Sau đó điện cho đám thuộc hạ mang anh ra giao nộp. Dù sao đây cũng là cơ hội để xử lý Luffy gọn gàng. Usopp cố sức thuyết phục Kobe giúp đỡ nhưng vì không có bằng chứng nên họ chẳng thể khám xét nhà. Hơn nữa đã có được Luffy từ tay của Kuro, họ không thể tiếp tục gây rối. Nami bên trong nhân cơ hội mụ hầu gái không chú ý xông ra đánh lén. Tiếng động khiến bên ngoài chú ý nhưng Kuro đủ lươn lẹo để gạt chuyện đó sang một bên. Usopp hoang mang tột độ chỉ có thể bỏ chạy tiếp tục cầu cứu. Còn đám hải quân thì bị Kuro kiếm cớ đuổi về. Zoro bên này tỉnh dậy đầu óc rất choáng váng. Nhìn sang bên là thi thể của ông Merry. Còn cái giếng thực sự quá sâu rồi. Anh ấy thử dùng chiếc móc cũ để tìm cách leo lên nhưng nó không thể bám được. Dù có thử bao lần thì vẫn vô dụng mà thôi. Nhớ lại chuyện cách đây 7 năm khi Zoro vẫn còn là một đứa trẻ. Tại làng của mình, Zoro có một đối thủ mà bản thân anh ấy chưa từng một lần chiến thắng. Dù Zoro cố gắng bao lần đi chăng nữa, kết cục vẫn bị kẻ đó đánh bại thảm hại. Mà đối thủ đó lại chỉ là một cô bé mà thôi. Kuina là tên của cô bé đó. Dù nhận được lời khuyên, nhưng Zoro không chấp nhận thất bại của mình. Anh ấy cứng đầu cho rằng thất bại của mình chỉ bởi vì họ không sử dụng kiếm thật. Thế là Zoro gửi lời thách đấu tới Kuina và được cô ấy chấp nhận. Đương nhiên lần này họ sẽ dùng kiếm thật. Trận chiến của bọn họ sau đó diễn ra mà không có sự giám sát. Hai người hẹn gặp nhau trong khu rừng. Cả hai bắt đầu rút kiếm của mình. Lúc này Zoro sử dụng hai thanh kiếm trong khi Kuina chỉ cần một.
Zoro lao lên trước, ban đầu thế chủ động thuộc về anh ấy nhưng những đường kiếm luôn bị Kuina chặn lại. Sau đó cô ấy đơn giản hóa giải đòn đánh và phản công lại. Zoro bị khích tướng một lần nữa tiếp tục lao tới. Cuối cùng hai người tung chiêu cuối để ấn định cuộc chiến, nhưng Zoro vẫn không thể đánh bại Kuina. Anh ấy cuối cùng thua mà không thể đổ lỗi cho thanh kiếm mình. Zoro muốn Kuina giết mình, nhưng cô ấy không làm như thế. Kuina nói rằng một lúc nào đó Zoro hoàn toàn có thể đánh bại mình, dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ và có nhiều giới hạn không thể vượt qua. Khi đàn ông phát triển những lợi thế về sức mạnh thể hình, thì Kuina sẽ không thể đánh thắng bọn họ. Câu nói này của Kuina làm Zoro thay đổi, nhưng ý của anh ấy là Kuina không thể suy nghĩ như vậy được. Vì Zoro coi cô là đối thủ mạnh mẽ nhất để mình theo đuổi, anh và Kuina sau đó đã cùng nhau lập một lời hứa. Họ sẽ không dừng lại cho tới khi một trong hai trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Những lúc khó khăn như này Zoro lại nghĩ về điều đó. Anh ấy không thể để bản thân chết mục dưới cái giếng chết tiệt này được. Dù có ngã xuống bao nhiêu lần đi nữa, anh ấy nhất định phải hoàn thành được lời hứa của mình. Vì chỉ một thời gian sau đó, Zoro nhận được tin Kuina đã chết trong một nhiệm vụ. Anh ấy đã đợi cô để họ cùng nhau tập luyện, nhưng giờ đây Kuina đã ra đi quá sớm. Zoro không thể để cô ấy thất vọng. Lời hứa năm đó anh ấy nhất định phải thực hiện bằng được. Càng vì vậy, khó khăn trước mặt này Zoro càng không được chấp nhận. Trong đám tang của Kuina, trước toàn thể đồng môn của mình, Zoro tiến lên cúi đầu trước di ảnh của cô ấy. Sau đó anh ấy xin thầy cho phép bản thân được tiếp nhận thanh kiếm Wado Ichimoji của Kuina. Bằng tất cả ý chí của bản thân và bằng lời hứa giữa hai người họ, Zoro nhất định sẽ dùng nó và trở thành kiếm sư mạnh nhất thế giới. Sau đó anh ấy đã có thể trèo lên trên miệng giếng. Trước đó một lúc, Usopp sau khi không thể tìm kiếm sự giúp đỡ đã chạy tới chỗ của Kaya. Anh muốn đưa cô ấy mau bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng Kaya không tin được việc tên quản gia lại phản bội mình. Trước giờ những câu chuyện của Usopp khiến cô ấy thích thú, nhưng riêng chuyện này đối với một tiểu thư ít va chạm như cô không thể tin được. Khi Usopp cố thuyết phục thậm chí còn bị ăn một cái tát, nhưng dù như vậy đi chăng nữa anh ấy cũng không muốn chạy trốn nữa. Usopp quyết định sẽ ở lại cùng với Kaya cho tới khi cô ấy được an toàn. Bên này khi Kobe đang áp tải Luffy thì đột nhiên anh ấy tỉnh dậy, vừa gặp mặt đã cho Hemeppo ăn bã chè luôn rồi. May mắn là có lẽ dạ dày của anh ta cũng được làm bằng cao su, nên đám chất độc kia không giết được. Luffy vội vàng kể chuyện về tên Kuro cho Kobe, nhưng Hemeppo cho rằng tất cả bọn họ chỉ đang nói dối và định xử lý anh ấy. Vào thời khắc này Zoro xuất hiện xử lý đám lính lác, kế đến Hemeppo cũng bị cho một đấm knock out tại trận. Hóa ra Zoro lạc đường về nhà, khi Kobe định ngăn cản Luffy quay lại nói rằng mình đang cần cứu bạn, dù anh ta có làm nhiệm vụ đi nữa tốt nhất đừng ngăn cản mình. Sau đó hai người họ một mạch quay người rời đi. Trong nhà lúc này đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đây là lúc Kaya chính thức trưởng thành. Bọn chúng giờ không phải đóng giả làm đám người hầu nữa. Kuro ra lệnh phong tỏa căn nhà này lại. Một cơ quan khởi động đóng lại toàn bộ lối ra vào kể cả cửa sổ. Lúc này Kaya mới ý thức được sự thật. Nami đột nhiên quay trở lại. Việc Kuro đầu độc cô ấy bằng thuốc độc cuối cùng cũng được làm rõ. Đám Kuro đã bắt đầu hành động. Kuro một mình đi tới phòng ngủ của Kaya. Hắn ta vì để chiếm đoạt sản nghiệp gia đình cô ấy mà đã nhịn nhục ủ mưu suốt bao năm tháng qua, nhưng khi đạp cửa vào phòng lại không thấy ai trong đó cả. Bọn họ đã lần theo lối đi bí mật tới phòng cha mẹ của Kaya. Tên Kuro bên ngoài có vẻ đã phát hiện ra, hắn dùng lưỡi dao đâm vào tường khiến Kaya bị thương. May mắn chỉ sượt qua cánh tay mà thôi, họ chạy tới được căn phòng ngủ đã phủ kín bụi. Nơi này ẩn giấu công tắc mở những cánh cửa an toàn của căn nhà, nó được giấu sau bức ảnh gia đình Kaya. Nhưng vì đã lâu không ai động tới nên việc khởi động lại nó rất vất vả. Trong khi đó tên Kuro ung dung tận hưởng cuộc săn đuổi của mình ở bên ngoài. Hắn lần theo tới căn phòng, bọn họ đã kịp thời trốn dưới những món đồ cũ. Trò trốn tìm này khiến Kuro điên tiết. Hắn nhân cơ hội trút bỏ toàn bộ những thứ mà hắn phải chịu đựng trong thời gian qua. Đường đường là một tên hải tặc khét tiếng, giờ lại phải đi làm bảo mẫu cho một con bé bánh bèo. Hắn chịu đựng suốt thời gian qua chỉ chờ đợi cho tới thời khắc này, thời khắc hắn nuốt trọn sản nghiệp gia đình Kaya. Bên ngoài, nhờ sức mạnh của mình Zoro thành công cậy cửa đưa họ vào trong. Sau đó Luffy và Zoro chia nhau ra hành động. Trở lại bên trong, Kaya không cam chịu số phận của mình. Cô và Nami cùng nhau lao ra bên ngoài tấn công bất ngờ, nhưng yếu tố này không đủ làm Kuro bất ngờ. Usopp muốn giúp đỡ nhưng đòn tấn công của anh ấy cũng không có sát thương, bị hắn ta phản cho một đòn đã gục ngã. Ngay khi hắn ta định kết liễu Kaya thì Luffy xuất hiện kịp thời ngăn chặn, chọc tức tên khốn Kuro rồi. Hắn chửi anh bám dai như đỉa vậy, nhưng mà Luffy làm từ cao su nên dai là phải. Trái lại hắn ta mới là một con mèo luồn lách cực kỳ khó chịu. Kuro khinh thường Luffy chỉ là một tên hải tặc non nớt, trong khi hắn ta đã chán ngấy trò cướp biển trong nhiều năm dù có vô số thành tích. Hải tặc, hải quân truy đuổi và cả đám đồng đội sẵn sàng phản bội. Những lời nói này khiến Luffy cảm thấy khó chịu, anh muốn sự tự do của hải tặc, trong khi tên Kuro cho rằng làm đếch gì khi cái đầu đã bị treo thưởng cơ chứ. Đòn tấn công của hắn vậy mà làm Luffy bị thương rồi. Diễn biến khác thì Zoro chạm trán với đám thuộc hạ của Kuro. Chúng là băng mèo đen nên cái gu ăn mặc thực sự dị hợm, nhưng hai đánh một với Zoro cũng khá là phiền toái. Bọn chúng kết hợp nhau khá ăn ý, Zoro đành phải đánh nghiêm túc cho nhanh gọn. Cho kiếm sĩ vờn mèo phải kết thúc thôi, nhưng bọn này không cần tới thanh kiếm thứ ba. Zoro hoàn toàn có thể hạ gục bọn chúng một cách dễ dàng. Trong khi đó sự khó chịu của Kuro đã được Luffy tìm ra cách xử lý. Anh nhắm mắt để xác định vị trí của hắn và tung cho một đấm. Cay rồi, cay rồi. Kuro điên cuồng lao lên tấn công Luffy nhưng hoàn toàn bị anh chặn lại.
găm găm beo, Luffy dùng đầu đánh bay Kuro ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng thì mọi người cũng đã được an toàn, nhưng giờ họ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vấn đề là giờ không có tàu. Lúc này Kaya nên tiếng nói họ có quên mất vừa mới giải cứu được Phú Bạc. Con tàu trắng mà Luffy để ý kia được Kaya tặng cho họ như quà cảm ơn. Luffy đặt cho nó cái tên Going Merry để tưởng niệm ông chú đầu cừu đã hy sinh. Giờ đây họ đã có tàu đàng hoàng rồi. Luffy ra gọi Usopp mau chuẩn bị đồ đi thôi. Anh ấy nhìn lại Kaya có chút chần chừ. Anh ấy lo lắng cho Kaya, nhưng cô ấy bước tới và nói rằng đã tới lúc có thể tự mình lo cho bản thân. Kaya muốn Usopp đi và kể lại những chuyến phiêu lưu của mình cho cô ấy, sau đó tặng cho Usopp một nụ hôn ngọt ngào. Lời tạm biệt này quá đã đi chứ lại. Con tàu Going Merry cuối cùng cũng được vươn ra biển lớn, không còn sơ sài bẩn thỉu như trước nữa. Luffy rất tận hưởng cảm giác ngồi trên mũi tàu này, trong khi tên khốn Kuro đang bỏ chạy với một chiếc thuyền ọp ẹp, đáng đời con cáo già gian ác. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại, Gap lúc này đang đứng trên tàu hải quân thông qua ống nhòm phát hiện ra tàu của Luffy. Lúc này bọn họ còn đang vui vẻ tận hưởng, Luffy quyết định đặt tên băng là băng mũ rơm, mong muốn mọi chuyện giờ sẽ thuận buồm xuôi gió. Vừa dứt lời một tiếng động lớn truyền tới, là đạn pháo của hải quân đang tấn công bọn họ. Gap ra lệnh bắn vào lan can tàu Luffy. Anh lúc này thông qua ống nhòm thấy ông ấy thốt ra trong miệng một tiếng ông nội. Hãy ấn like và theo dõi kênh 10 điểm review để theo dõi tiếp phần còn lại của bộ phim này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.